Bây giờ chúng ta xét sang cái trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ hai là với các cái xe đặc biệt thì sao? Bây giờ chúng ta xét sang cái trường hợp hai. Thầy viết này, trường hợp hai là một số xe đặc biệt, một số xe đặc biệt có thể gặp trong đề thi, một số xe đặc biệt có thể gặp. Trước hết chúng ta xét cái loại xe mà có cái gốc L phép ấy, là gốc phenyl của phenol hay là của đồng đạm, tức là nó có cấu tạo như thế này: RCOO, được chưa nào? C6H4 R1. Cái gốc L phép như thế này, cái gốc L phép như thế này, chúng ta có là R này, COO, R phép này. Thì cái gốc R phép nó có cái dạng là R1 C6H4. Thế nếu R1 mà là hydro thì ta sẽ có gốc phenyl C6H5. Thế là ta biết cái phản ứng sao hóa của nó như thế nào. NaOH biết như thế nào. Thì như kinh nghiệm mà phải đã dạy các em, chúng ta sẽ để cái natri ở cái phần RCO và OH ở phần còn lại. Một lần nữa thì nhắc lại là cái này là chúng ta bỏ qua cái cơ chế phản ứng nhé. Và cái mục đích duy nhất để giúp cho các em viết đúng và nhanh nhé. Chúng ta như thế này. Thì nhìn đây thì ta thấy ngay cái sản phẩm sẽ là RCOONa, sản phẩm RCOONa và R1C6H4OH, đúng không ạ? Thế nhìn ở đây ta thấy cái sản phẩm này thì tạm gọi đây là công trình phản ứng 1 nhé, 1A nhé. Đặc điểm của sản phẩm này là gì? Là cái OH này nó đứng trực tiếp với carbon của nhân hơn. Bởi vì trong trường hợp mà cho tác dụng cho cái te này tác dụng với cái dung dịch NaOH dư thì cái sản phẩm này có tính phenol này, tức là có tính axit này, sẽ tiếp tục tác dụng với NaOH. Ta có trường hợp 1B như này: R1C6H4OH tiếp tục tác dụng với NaOH này, cho ta R1C6H4ONa và nước, thì gọi đây là công trình phản ứng 1B. Như vậy là khi viết cái công trình phản ứng của cái xe đặc biệt mà có gốc L phép là gốc phenyl của phenol hay là của đồng đẳng của phenol ấy nhé, thì ta phải nhớ viết cái phản ứng tổng cộng của hai cái công trình phản ứng này là để cộng hai cái phản ứng 1A và 1B lại, cộng hai cái phản ứng 1A và 1B lại, chúng ta có 1A cộng R cộng 1A và 1B này, RCOO được chưa nào, C6H4 R1 tác dụng 12 NaOH, chú ý nhá, thì là 1,2 cho là hai muối này, hai muối này, muối thứ nhất là muối RCOONa, được chưa nào? Muối thứ hai này là muối R1C6H4ONa và sản phẩm thứ ba là nước. Như vậy chúng ta sẽ đưa cái quy trình phản ứng điện. Thế thì nhắc lại nhé, khi em đọc đề mà thế đề nó cho một cái te nè, te đơn chức nhé, te đơn chức tác dụng NaOH này theo tỷ lệ 1:2, tức là một mol Se thì hai mol NaOH, cho ra hai muối này, được chưa nào? Chắc chắn cái te quan đầu này phải là Se thì đi, tức là nó chứa gốc C6H5 của phenol hay là đồng đạm của phenol R1C6H4. Như vậy là bao giờ chúng ta dùng được sản phẩm của hai muối nhé, hai muối này, để nhắc lại đấy. Để chúng ta chú ý cái này, cái trường hợp này đây là ví dụ 1.
Bây giờ ta xét sang cái ví dụ hai. Với cái trường hợp mà S vòng thì sao? S vòng thì sao? Từ cái ví dụ của cái S vòng cụ thể như thế này, này là CH2 nối đơn này, CO như thế này. Một cái S vòng như thế này thì sao? Tất nhiên là không nhất thiết là phải là CH2, nó có thể là một cái gốc L khác. Thế thì khi xà bằng hóa với NaOH, được chưa nào? Xà bằng hóa với NaOH nhé. Thì chúng ta cũng là có thể áp dụng cái kinh nghiệm mà viết nhanh như thế này. Lặp lại lần nữa các bạn nhé. Ở đây chúng ta tạm thời không xét cái cơ chế phản ứng. Cái việc viết này hoàn toàn chỉ là mục đích duy nhất là giúp vậy em viết đúng và nhanh thôi. Thì cái đó chúng ta để cái lát đi dưới CO này. H thì của OH, NaOH dưới chỗ O này. Và HO đương nhiên là đi lên phần còn lại. Nhìn thấy chưa nào? Chúng ta cắt, thế các em nhìn thấy ngay sản phẩm chưa? Vậy thì sản phẩm nó sẽ là gì nào? Sản phẩm là CH2OH, đúng không ạ? COONA. Sản phẩm là kiểu trên hữu cơ có cấu tạo như thế nào? Được chưa các em? Như vậy thì nhấn mạnh lại nhé, ở đây là cái gọi đây là phản ứng hai. Phản ứng hai là một cái thí dụ về phản ứng xà phòng hóa S vòng. Thì bao giờ xà phòng S vòng các em chỉ thu được cái sản phẩm hữu cơ duy nhất mà thôi. Bây giờ thầy tiếp tục giúp các em một số các cái kinh nghiệm được để xác định cái số nhóm chức S này. Để xác định cái số nhóm chức S này thì gọi đây là ba đi, để xác định cái số nhóm chức FE này, COO này, thì chúng ta có thể lấy cái số mol NaOH thực sự tham gia phản ứng xà phòng hóa này chia cho cái số mol FE. Thế ta nhớ dùng cái công thức này, thì gọi là công thức sao? Nhưng mà cái công thức này nó không thể áp dụng cho các trường hợp SE của phenol và đồng đẳng, người ta gọi SE phenin thì không thích hợp nhé, phải nhớ điều đó. Cái thứ hai nữa là khi làm bài nhé, mà các em thấy này, nếu để cho SE mà có cái đặc điểm như sau này, là cái số carbon trong phân tử nhỏ hơn hoặc bằng 3, hay là cái m lớn của SE này, hay m lớn của SE này được không nào, nhỏ hơn 100 ca trên 1, thì ta có quyền khẳng định ngay này cái SE này là SE đơn chức. SE này là SE đơn chức, tức là chỉ chứa một nhóm chức CO rồi, được không nào? Tiếp theo này, với cái bài toán thủy phân SE trong môi trường kiêm, tức là phản ứng xà phòng hóa, thì ta nên áp dụng cái bảo toàn khối lượng. Chúng ta đều biết là cái sơ đồ phản ứng SE E này tác dụng với NaOH này, đúng không nào, cho tao muối này, đúng không nào, và ancol này. Thế thì chúng ta sẽ luôn có này là khối lượng SE cộng với cái khối lượng kiềm NaOH phản ứng này thì cho ra khối lượng muối này cộng với lại khối lượng ancol. Ở đây thì nhắc em hãy cảnh giác, nếu đề tài cho biết là sau phản ứng SE tác dụng với kiềm ấy để cho ra một cái sản phẩm là muối, thì ta có thể vô tư áp dụng cái công thức này dựa vào cái bảo hòa khối lượng để mà rút ra các đại lượng chưa biết, thì đã biết các cái đại lượng và cái đại lượng còn lại. Nhưng nếu như mà để không cho thu được muối mà để thu được chất rắn nữa, từ chất rắn này, thì ta bây giờ phải xét là trong chất rắn này, này, ví dụ như là như này, cái sơ đồ SE tác dụng NaOH cho ta chất rắn K.
và ăn cồn, cho rằng cái chất rắn hàng và ăn cồn, thì ta phải xét xem là trong chất rắn khan này, ngoài muối nhé, ngoài muối nó có chứa cái tiểu dư, chứa tiểu dư không? Được chưa nào? Chú ý cái bẫy này để đi.